Đây nè, em nói thiệt với chị các chị nha, nhìn cái vỏ bao bì của nó thôi là mình đã thấy chất lượng của nó là được đặt lên hàng đầu rồi, cái uy tín của người ta là được đặt lên hàng đầu rồi. Thì bây giờ em chốt một câu như thế này nha, nếu như chị nào ha, da của mình như là bị sạm nè, da không đều màu nè, da đang bị nám nè, lâu năm nè, da dày nè, da bị lão hóa nặng, các chị nhìn cái chất serum sâm tươi này nè, trong này nó có chứa thành phần rất là đặc biệt, là thành phần tế bào gốc và tinh chất là sâm tươi. Đây nha, cho các chị xem, em lướt qua một chút xíu thôi, trong này là cái rễ của cái củ sâm tươi. Ngay cả bộ khoa học và y tế người ta cũng đã chứng nhận rồi, sâm rất tốt cho làn da của phụ nữ, đặc biệt hồi xưa nha, công nghệ chưa tiên tiến á, những cái bà cung tần phi nữ hoàng hậu, người ta sử dụng sâm để đắp mặt nạ, người ta dùng sâm ăn để cho sức khỏe dồi dào, vừa da đẹp cải lão hoàn đồng luôn. Cho nên em nói với mấy chị nha, rất là nhiều chị sau khi mà sử dụng cái sâm tươi này đều quay lại hối hận. Trời ơi, chị thấy em like suốt luôn á, mà chị ngập ngừng, chị không có dám mua, chị sợ nó không có hiệu quả. Nhưng mà không ngờ ha, mới đám cưới con chị xong á, ai cũng khen là da chị đẹp lên dễ sợ luôn. Ai cũng nói là trời ơi sao dạo này cưới dâu xong sao mà da căng bóng, nhìn nó rất là đã. Mà mới sử dụng có một tháng thôi đó. Đó, cho nên em nói với các chị nha, mình mà sử dụng cái chai sâm tươi này nè, 15 ngày thôi, da các chị nó thay đổi 180 độ luôn. Đầu tiên khi các chị thoa cái serum này lên da nè, tinh chất của cái củ sâm tươi này nó sẽ xâm nhập vào những cái tế bào của các chị và tái tạo tế bào gốc cho mấy chị. Nó gọi là đa tế bào gốc thực vật, nó làm cho da của các chị hồi sinh. Nó giống như một cái hoa mà nó bị héo, cái cây nó bị gần chết á mấy chị, mà các chị tưới nước nó vào một cái là nó tươi hẳn lên luôn. Thì cái đây là cái dòng cao cấp, em nói thiệt với các chị, mình đầu tư một lần mà nó xứng đáng. Có nhiều chị ha, mua những cái sản phẩm mà mình sử dụng trên da mặt mà 90.000, 200.000, trời ơi mình sử dụng xong, thứ nhất là tiền mất nè, mà thứ hai nám nó vẫn còn đó, đúng không? Em nói thiệt luôn, rất là nhiều chị sử dụng mỹ phẩm nhiều dữ lắm luôn, nhiều khi là đốt cả mấy triệu bạc mà không có đâu ra đâu hết. Hôm nay các chị đặt hàng của em, nếu như mà các chị sử dụng xong 15 ngày mà các chị không hiệu quả, các chị quay lại cái like trực tiếp này của em hoàn tiền 100% cho các chị. Em bán like thường xuyên luôn, các chị cứ bấm theo dõi Facebook của nhà em đi. Nếu như mà em xài bán cho các chị không hiệu quả, các chị quay lên các chị chửi phá tanh bành luôn, em khỏi buôn bán gì hết luôn cũng được nữa. Thiệt với mấy chị luôn. Giá là bao nhiêu em ơi? Em nói thiệt với các chị nha, cái bộ sản phẩm mà sâm tươi của Hàn Quốc này là hàng em xách tay về không có số lượng nhiều, cho nên em ít khi like gì lắm, lâu lâu em mới like một lần. Thì bây giờ nha, em sẽ chơi một cái chương trình lớn cho mấy chị ha. Mua một cái chai sâm tươi này giá gốc là các chị biết rồi đúng không? 550.000, em không hề nói xạo, là 550.000. Nhưng mà bây giờ nha, em bán cho các chị với giá chỉ có là 350.000, em chốt đúng 10 chị thôi. Đặc biệt nè, nếu như mà các chị sử dụng không đủ bộ, da các chị sẽ không có đẹp được, các chị không làm sạch da, thì xin phép nha, em sẽ tặng cho mấy chị một cái tip kem. Tiếp kem là kem sữa rửa mặt nhân sâm, các chị rửa mặt sạch cho em, sau đó là các chị thoa serum lên. Nó nguyên một cái combo, tại vì sao nó đi nguyên một cái combo như thế này? Đây các chị nhìn thấy chưa? Combo của nó là nó thứ nhất nó sẽ đào thải độc tố, làm sạch da cho mấy chị, sau đó là các chị thoa serum lên, ngủ tới sáng rửa mặt cho em. Khoảng tầm 3 đêm thôi là các chị quay lại, các chị khen nức nở luôn. Thiệt sự với mấy chị là như vậy luôn. Sau 10 ngày thôi là da các chị nó kiểu giống như là nó thay đổi, nó căng lên, nó bóng lên, và những cái nám, cái tàn nhang, cái đồi mùi của các chị nó sẽ mờ dần và nó sẽ mất hẳn, mất hút cho mấy chị luôn. Một chai này ha, các chị sử dụng là khoảng tầm 4 tháng. Nè, càng để lâu thì cái tinh chất khi mà các chị xài về, các chị mở nắp ra nha, là bắt đầu ha, càng để lâu là cái serum nó càng đặc lại. Tại vì trong này là cái rễ của cái củ sâm, nó ngâm với chung với cái tế bào gốc này, kết hợp với collagen, thì nó sẽ làm cho cái tinh chất nó đẩy ra ngày càng nhiều, nó tiết ra nhiều cái dịch. Thì cái dịch này nó có tác dụng là làm cho cái da của các chị mờ những cái đốm nâu, đốm nám, đốm sạm trên da mặt của các chị, và nó sẽ đảo ngược cái quá trình lão hóa lại cho cái da của các chị căng bóng, trắng sáng,
và hồng hào cho mấy chị, trắng hồng nha chứ không phải trắng bạch đâu. Cho nên các chị đừng có thắc mắc mà tại sao mà mới đầu thì nó lỏng nè, càng về sau là cái dịch của nó chiết ra càng nhiều. Cái lô này là lô tháng 11 luôn nha mấy chị, lô tháng 11 rất là mới luôn, các chị yên tâm. Da của mình nó giống như một cái cây mà nó đang bị thiếu nước, thiếu chất, thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà khi các chị tưới vào cho nó đúng cái loại phân bón hợp, đúng cái nước ha, là các chị tưới vào đúng thời điểm là cái cây của các chị sáng dậy thôi là các chị sẽ thấy là cây nó vươn mầm lên, nó xanh tươi tốt lên. Thì cái da này của mình cũng vậy, khi các chị cho da của mình ăn no dưỡng chất và đào thải độc tố là cái này. Em sợ mấy chị về xài sữa rửa mặt tầm bậy tầm bạ nó không có làm sạch da mặt của mình được cho nên em mới tặng ha. Cho nên chị nào đặt trong cái like này là em tặng, còn những cái like khác em không tặng, mấy chị đừng có khiếu nại tại sao mà hôm qua chị mua mà không có được tặng mà bây giờ được tặng nha.